Bến Tre hai tiếng thân thương, đó là hai tiếng vừa mộc mạc, vừa triều mến, vừa đậm tình xứ sở Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu phim hình Những kỷ niệm mãi mãi, giới thiệu lại một số hình ảnh hiếm hoi của Bến Tre xưa và đôi nét Bến Tre nay. Phần 1: Bến Tre xưa và nay. Câu chuyện sẽ dẫn dắt chúng ta đi từ Sài Gòn xưa, qua Mỹ Tho xưa, về Bến Tre xưa và nay. Đôi nét Sài Gòn xưa. Sài Gòn xưa là đây, những hình ảnh từ thế kỷ trước được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Thế kỷ trước mà Sài Gòn lộng lẫy như một nàng tiên ở khu vực Đông Nam Á. Từ Sài Gòn tỏa đi lục tỉnh Nam Kỳ bấy giờ, Sài Gòn về các tỉnh thường đi bằng đường bộ. Ngoài đường bộ thì có đường thủy và đường xe lửa. Có câu: 10 giờ tàu lại bến thành, súp lê dội thổi bộ hành lao sao. Đó là câu vè của người dân Nam Bộ truyền miệng lại, đã phát thảo cảnh ga bến thành, tuyến xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Người Pháp năm 1881 đã xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên Việt Nam này. Tuyến đường sắt từ Sài Gòn Mỹ Tho đã xây dựng chiều dài 70 km, chi phí dự kiến công trình lên 12 triệu franc với vật liệu đưa từ Pháp sang. Giữa những năm dự trù đã hoàn tất công trình vào hoạt động, việc tổ chức xây dựng tuyến đường sắt khá quy mô khẩn trương với hơn 11.000 lao động của Pháp và Việt Nam, trong đó phía Pháp chủ yếu là sĩ quan công binh và kỹ sư, còn các lao động thủ công là người Việt. Trước mắt chúng ta là hình bản đồ đường xe lửa từ Sài Gòn về Mỹ Tho cổ. Còn đây là hình ảnh của những chiếc xe lửa đầu tiên tại Việt Nam. Trước mắt chúng ta là hình ảnh những chiếc xe đò ngày xưa đó. Sau khi qua Long An, chúng ta về tới Mỹ Tho. Đôi nét về Mỹ Tho xưa. Trước mắt chúng ta là hình ảnh của thành phố Mỹ Tho xưa với hình ảnh những rạp hát ngày ấy. Có câu: đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu, em về học lấy chữ U, chính trăng em đợi mười thu em chờ. Mỹ Tho xưa là một thành phố lớn sau Sài Gòn, với đô thị phần lớn cặp bên sông Tiền, phát triển đậm nét miền Tây, góp phần xây dựng của người Hoa và người Pháp. Và đây là hình ảnh của trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho xưa và trường Nguyễn Đình Chiểu hôm nay của thành phố Mỹ Tho. Và đây là hình ảnh dưới sông Tiền nhìn lên thành phố Mỹ Tho với những thác nước. Bằng đường bộ sau khi đi qua thành phố Mỹ Tho là chúng ta về đến Bến Tre. Xin trân trọng giới thiệu những kỷ niệm mãi mãi Bến Tre xưa và nay. Đây là bản đồ của Bến Tre do người Pháp lập.
kỹ thuật lập bản đồ của họ thời ấy đã có những bước tiến hiện đại đáng nể. Tỉnh Bến Tre được thành lập trên địa bàn của ba cù lao là cù lao An Quá, cù lao Bảo, cù lao Minh. Còn đây là bản đồ của các tỉnh Tây Nam Bộ hiện lên quê hương Bến Tre là một tam giác đảo, nơi có nhiều cửa sông đổ ra biển. Bằng đường bộ về Bến Tre chúng ta phải qua phà Rạch Miễu nối liền thành phố Mỹ Tho sang Bến Tre. Và đây là con phà Rạch Miễu ngày ấy. Từ Mỹ Tho về Bến Rạch Miễu có đi ngang Cồn Phụng, có chùa nổi của ông Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam. Đi ngang Cồn Phụng này, chúng ta đi bằng những chiếc phà xưa và những chiếc phà hiện đại. Đây là những chiếc phà hiện đại gần khánh thành cầu Rạch Miễu và đây là hình ảnh phía bờ Mỹ Tho lúc đang thi công cầu Rạch Miễu. Bóng dừa tóc dài bay trong gió, còn đây là hình ảnh phía bờ Tân Thạch Bến Tre. Hà Tân Thạch thời ấy những con người làm nên đồng khởi, ơi những cây dừa. Phương tiện về Bến Tre xe xưa, xe đỏ. Phổ biến ngày ấy chúng ta về Bến Tre bằng những chiếc xe đề sô tô gọi là xe đò. Đây là hình ảnh của những chiếc xe đò in đậm nét Bến Tre. Những chiếc xe đò Bến Tre mang tên Kiến Hòa Đức năm 1975. Đi xa dừa ơi ta như lắm, dường trái trái xinh xươi, biển cười tương ra đi nghe như con sông. Còn đây là hình ảnh Bến Tre ngày xưa đó. Đây là nông thôn điển hình Nam Bộ. Nhà lá, cầu tre, dòng sông, con lạch của miền đất Trúc Giang, Châu Thành ngày nay, dòng Trương, Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Võ Cài và những cái tên như là Đô Nhơn, Cái Mơn, Ba Mỹ và những từ dân gian như xứ khỉ ho, cò gái. Đi ngang qua Châu Thành, một trong những hình ảnh Châu Thành ngày đó, đó là quận Trúc Giang xưa. Năm xưa đi làm lửa, đi như nước lũ tràn về. Ơi những con người làm nên đồng khởi, ơi những cây dừa để lại cho ta gắn quy. Và đây một số hình ảnh của huyện Châu Thành ngày hôm nay. Ơi tóc ai dài
vào thành phố Bến Tre nay, xưa là thị xã Bến Tre, xưa hơn nữa là thị xã Trúc Giang. Đây là hình thông ảnh của thị xã Bến Tre. Đây là cổng vào tỉnh lỵ Bến Tre ngày xưa nằm trên đường Phan Thanh Giản. Ngày nay là cổng vào công viên Đồng Khởi nằm trên đại lộ Đồng Khởi. Qua cổng chào tỉnh lỵ ngày xưa đó, chúng ta bắt gặp hàng cao vua thẳng tắp dẫn tới ngã Ba Tháp. Đây là ngã Ba Tháp. Còn đây là đoạn phố ngã Ba Tháp xưa. Còn đây là phương tiện giao thông công cộng phổ biến, xích lô đạp. Bên kia là bến xe lam. Bến xe lam này chủ yếu rước khách từ phà Rạch Miễu về đây và đi mọi nơi trong tỉnh. Còn đây là chiếc xe lôi đạp ngày ấy. Đây cũng là phương tiện giao thông công cộng phổ biến ngày xưa. Bên này là sân vận động, là sân đá banh ngày xưa, nay là siêu thị Sài Gòn Cớp. Một đoạn đường dẫn từ ngã Ba Tháp sinh hoạt đời thường dẫn tới bùng binh chính trung tâm thị xã ngày ấy. Còn đây là hãng xăng dầu Sen, sau này là cửa hàng xăng dầu của Vật Tư Tổng Hợp, nay là ngân hàng BIDV. Tới đây là bùng binh trung tâm sơ khai thời Pháp, có bản chỉ đường về mọi nẻo trong tỉnh. Sau này là dòng xoay trung tâm thị xã gần cảnh đại với hình ảnh này đây. Một góc dòng xoay là Quê Liên, tiệm thuốc tây, viện uống tóc. Và đằng kia xa xa cũng tiệm thuốc tây, nay là tòa soạn báo Đồng Khởi. Từ dòng xoay nhìn lại đằng kia là tháp giếng nước thủy cột, nay là chợ. Nhìn xuống sông là cầu Cái Cối lớn bắc qua sông Bến Tre, và bên kia là cầu Cái Cối nhỏ bắc ngang Rạch Cái Cối. Đây là hình ảnh từ cầu Cái Cối lớn nhìn xuống bùng binh trung tâm. Còn đây là vị trí trong Rạch Cái Cối nhìn lên cầu Cái Cối nhỏ và chèo ghe ngoài sông lớn nhìn lên cầu Cái Cối nhỏ. Còn đây là hình ảnh nhìn từ sông Bến Tre lên Bến Lở và một phần chợ Trúc Giang xưa, nay là phía mặt chợ phường 2. Cũng từ sông này đi về hướng mặt trời mọc qua Mỹ Thạnh An là trường Nhân Thạnh. Cũng dưới sông này nhìn lại phía đằng kia, khu vực phường 3 là tháp biển Pháp năm 1911, sau này là tháp biển năm 1928, rồi dinh chỉnh trưởng năm 1950, và giờ đây là viện bảo tàng giữ hình như cũ. Trang về ơi những con người làm nên Đồng Khởi, ơi những cây dừa để lại cho ta tấm quy, ơi tóc ai dài để lại dáng đứng bên tre. Đây là hình ảnh tòa án cổ do Pháp xây dựng năm 1920 đến năm 1900. Gọi là Le Bonheur de Sûreté. Năm 2020, vị trí này đã xây dựng khách sạn Diamond Star như hình ảnh trước. Bước ra ngoài trung tâm chút xíu là ngôi nhà lớn Bến Tre xưa. Đây cũng là nét kiến trúc Pháp,
nay là sở tài chánh. Quay lại đây là nhà thờ của thị xã Bến Tre xưa. Ai dài còn mang dáng đứng bên tre lại nhớ. Đi về phía bình nguyên có nhà bảo xanh của Pháp lập ra, lối khu vực bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu ngày nay. Năm 1920, Bến Tre đã có casino, ngày nay không còn vết tích này nữa. Còn đây là hình ảnh đình An Hội xưa, nay vẫn là hình hài đó. Bức ảnh này chụp lại chợ Bến Tre năm 1900. Rồi đến hình chợ Bến Tre thời Pháp xây dựng. Rồi đến chợ Trúc Giang của Bến Tre xưa, của những năm 50-60 thế kỷ trước. Kế chợ Trúc Giang là nhà thuốc, nay là tòa soạn báo Đồng Khởi. Đi đến một đoạn nữa là chúng ta đến ngã tư Biểu Ký những năm 1968. Và hình kế bên là hình ảnh năm 2015 ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu và Phan Ngọc Tậu. Tiếp theo là hình ảnh sinh hoạt chợ ngày đó của người dân Bến Tre xưa. Bình dị làm sao, nên thơ làm sao, mộc mạc làm sao. Những tà áo bà ba, những chiếc nón lá, những rổ bắp, những xề khoai mì, những mâm bánh, xèo, những rổ rá. Đặc biệt phổ biến là nón lá. Đó là phong cách điển hình của người phụ nữ bấy giờ. Và hình như đàn ông thời kỳ này không thấy đi chợ, nhìn toàn là nón lá của các má, các chị và các em. Bài ra từ chiếc đòn giống đựng thúng, không khí mùa xuân thật nhẹ nhàng, ấm áp, thanh thản. Và đây là tấm ảnh mùa xuân của những thanh nữ Bến Tre ngày đó. Hình ảnh lộng gió dưới bóng dừa này, trong hiệu ảnh cũng ngày mùa xuân. Hình ảnh của những thập niên 70 thế kỷ trước, nhìn từ sông Bến Tre lên chợ Bến Tre, nay là khu thương mại phường An Hội. Còn đây là gạp hát Lập Thành, năm 1970 sau này là rạp Đồng Khởi. Sinh hoạt đời thường của bà con ven sông. Hình ảnh này là hình ảnh của cầu Cái Cá xưa, nhìn từ công viên Hoàng Lam ngày nay sang. Dãy nhà này là không còn nữa, chỗ này hiện nay là công viên và tượng đài Hoàng Lam. Ảnh trường học ngày xưa của Mỹ Quá, giờ tan học các bạn đi dọc theo sông Bến Tre, gần đến bến đò Mỹ Quá qua Mỹ Thạnh An. Còn đây là cầu Kiến Vàng ngày xưa, nó bị sụp móng lở hai bên đầu cầu. Ra sông chúng ta thấy hàng đáy đánh cá gần cầu Kiến Vàng, bên kia là rặng dừa xỏ tóc Mỹ Thạnh An, bên này là cặp bến một chiếc đò chở khách đi về Mỏ Cày. Kia là cổng nhà bác sĩ Trần Quế Tử. Còn đây là ngã ba Rùa, nay là vị trí cầu Bến Tre 2. Năm 1985, khi chúng tôi ra trường Nguyễn Đình Chiểu xong thì nhà nước tổ chức thi công đường Nguyễn Huệ, xóa đi con đường lầy lội mùa mưa và bụi bặm mùa nắng.
Đây là đoạn lộ số 4, phường 4, năm 1986. Khúc trong có những con mương cặp lộ. Ngã tư Phú Khương năm 1985. Ngã ba Tân Thành năm 1990. Chợ Tú Điền năm 1985. Chợ Tú Điền, hình trên là 1980, hình dưới là 2007. Hiện trước mắt chúng ta là dốc cầu Kinh Rạch Sậy, khi đó đã xóa cầu sắt, xây mới bằng cầu bê tông, hình này năm 2000. Cầu Sơn Đông ngày xưa ấy. Còn đây là bến phà Hàm Luông phía bờ thị xã Bến Tre. Còn đây là bến phà Hàm Luông phía bờ Mỏ Cày. Sau khi đi hết một vòng, chúng ta trở lại trung tâm thị xã xưa. Đây là bờ hồ Trúc Giang, có nhà thị trạ. Giữa hồ xung quanh có trường Tư Thục Đại Đồng, sau này là khách sạn Đồng Khởi, bệnh viện thị xã, trường Nguyễn Đình Chiểu, ty giáo dục. Đây là hình trường trung học công lập Kiến Hòa và các học sinh ngày xưa. Sau này, nơi này là trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu của chúng ta. Ở vị trí này, trường thay đổi tên 6 lần từ trước và sau năm 1975. Đây là hình ảnh của học sinh và thầy cô xưa của trường phổ thông trung học Nguyễn Đình Chiểu. Đi hết một vòng thị xã Bến Tre xưa, từ đây chúng ta về các huyện. Đây là cầu Cái Mơn xưa. Còn đây là cầu Mỏ Cày xưa. Và đây là đường về Dòng Trôm xưa. Và đây là chợ Ba Tri xưa. Từ thị xã xưa, chúng ta hãy nói về thành phố hôm nay. Tóc dài bay trong gió. Người ta nói thành phố Bến Tre là thành phố hiện đại,
thay vì những chốt đèn đỏ vàng xanh chậm chạp thì thay vào đó là 11 dòng soi. Dòng soi thứ nhất, dòng soi trung tâm thành phố. Dòng soi này nằm dưới dốc cầu Bến Tre 1, nay là trung tâm phường An Hội. Dòng soi này ngày xưa khoảng năm 1980 có ba con bồ câu tượng trưng cho ba đảo dừa. Nay ba con bồ câu đó dời về gần đình An Hội, trước ngân hàng Công Thương mới xây dựng gần đây. Lên ngã ba tháp ngày xưa, nay đã xây dựng tượng đài Đồng Khởi và công viên Đồng Khởi. Dòng soi thứ hai là dòng soi đại lộ Đông Tây. Từ công viên Đồng Khởi, chúng ta đi qua cổng công viên Đồng Khởi là chúng ta hướng về dòng soi đại lộ Đông Tây. Dòng soi này mới thành lập trên dự án đại lộ Đông Tây. Dòng soi thứ ba là dòng soi ngã tư Phú Khương. Dòng soi thứ tư là dòng soi ngã ba Tân Thành, nay là dòng soi ngã tư Tân Thành. Vì ngày nay có đường quốc lộ 60 đi về Bọn Cài, Thạnh Phú, Trà Vinh và Vĩnh Long. Dòng soi thứ năm là dòng soi Bùng Binh Mũ. Dòng soi này là dòng soi ngã năm, một ngã đi Sài Gòn, một ngã về Bọn Cài, Thạnh Phú, Trà Vinh, Vĩnh Long, một ngã lên Bình Phú, một ngã vào Bình Nguyên, phường 6, một ngã vô phường 7 qua Mỹ Thạnh An đi về Ba Tri, dòng Rơm. Nay là ngã tư, vì một ngã đi Sài Gòn, một ngã ra Bến Phà Nam Lương Phủ, một ngã qua cầu Bến Tre 2 hoặc là qua cầu Mỹ Quá tới Mỹ Thạnh An, một ngã vô phường 5. Đi một đoạn chúng ta lên cầu Bến Tre 2, hai cầu Mỹ Quá. Trên cầu nhìn ra và nhìn vô là chợ Bến Tre nên thơ làm sao. Dòng soi cầu Bến Tre 2 phía Mỹ Thạnh An. Dòng soi này
cũng năm ngã, một ngã lên cầu Bến Tre 2, một ngã vô cầu Bến Tre 1, một ngã vào ủy ban Mỹ Thạnh An ra sông Bến Tre, một ngã đi dòng Trơm Ba Tri và một ngã đi ra dạp phía Mỹ Thạnh An. Để lại cho ta tấm huy, ơi tấm ai dành để lại dáng đứng bên tre, ơi tấm ai dành để lại dáng đứng bên tre. Mỗi lúc đi xa, vòng xoay thứ 8 là vòng xoay cầu An Thuận. Cầu An Thuận là cầu bắc qua rạch Cái Cối, dòng xoay hiện đại đi 3 ngã, một ngã vào khu vực Nhân Thạnh, một ngã ra dòng xoay cầu Bến Tre 2, một ngã vào cầu Bến Tre 1. Cầu Bến Tre 1 gần cầu Cái Có Nhỏ phía bờ Mỹ Thạnh An. Từ dòng xoay này lên cầu hoặc đi xuống mé sông Mỹ Thạnh An thì thấy bên kia là thành phố Bến Tre ngày nay, vô cùng hiện đại so với ngày xưa đó. Trong đó chúng ta thấy dinh tham biển xa xa, ngày nay là viện bảo tàng tỉnh Bến Tre. Dòng xoay thứ 10 là dòng xoay chợ ngã năm, đúng như tên của nó. Dòng xoay này có 5 ngã đi. Dòng xoay thứ 11 là dòng xoay Phú Hưng giao nhau giữa đường Quỳnh Thúc Kháng qua khu công nghiệp Giao Long và đường Nguyễn Thị Định. Sông dài hàm luôn bên ta huy biển, lại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng bên tre, lại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng bên tre. Trong lúc thực hiện đoạn phim này thì tỉnh Bến Tre vào lần thứ 2 giãn cách xã hội lịch sử phòng chống Covid-19. Lần này thực sự 4 đợt giãn cách 14 ngày một lần. Thành phố Bến Tre hiện lên đoạn phim này im lìm, vắng vẻ. Lần giãn cách này, mỗi xã phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, tất cả im lặng, tất cả im lặng. Những ngày giãn cách, thành phố Bến Tre im lặng và vắng vẻ.
một sự vắng vẻ chưa từng có, một sự im lặng chưa từng có. Sự vắng vẻ này, sự im lặng này, để lại trong tâm trí mỗi con người không thể nào phai, không thể nào phai được. Với những hình ảnh kỷ niệm này, dù vật đổi sao vời đi nữa thì Bến Tre hai tiếng thân thương cũng trong tim chúng ta. Với hình ảnh này đây, hai lời kết thúc phần phim Những Kỷ Niệm Mãi Mãi. Phim Những Kỷ Niệm Mãi Mãi phần 1 Bến Tre xưa và nay xin khép lại. Mời quý vị và các bạn đón xem. Trân trọng chúc sức khỏe mọi người bình an.